Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an thành phố Cần Thơ vừa phối hợp với Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông thành phố làm việc với cô gái tên N, 24 tuổi, ở phường Lê Bình, quận Cái Răng thành phố Cần Thơ về hành vi đưa thông tin sai sự thật trên Facebook. Trước đó, hai tài khoản Facebook do N lập ra thường xuyên đăng tải, chia sẻ các bài viết thông tin có liên quan đến việc dùng dung đất để điều trị bệnh Covid-19, quảng cáo mua bán các loại thuốc trị Covid-19. Những thông tin này đã gây hoang mang trong dư luận. Theo kết luận của cơ quan chức năng, thông tin dung đất trị được bệnh COVID-19 chưa có cơ sở khoa học. Đến nay, Bộ Y tế chưa có văn bản hướng dẫn, công nhận hoặc cho phép sử dụng dung đất để điều trị bệnh COVID-19. Tại buổi làm việc, N thừa nhận việc cung cấp, chia sẻ thông tin trên là sai sự thật, không có cơ sở và tự gỡ bỏ bài viết cam kết không tái phạm. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.